Để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng tháng thanh niên, với những cách làm khác nhau, mỗi người, mỗi việc, những đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Quảng Nam đã phát huy vai trò xung kích, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp cho người dân địa phương phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh đoàn Quảng Nam, các tổng phụ trách của Hội đồng đội thành phố Tam Kỳ đã tổ chức quyên góp và phát miễn phí hơn 3.000 chiếc khẩu trang cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật ở các trung tâm bảo hộ trẻ em và những người già neo đơn trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, huyện đoàn Núi Thành và huyện đoàn Quế Sơn tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống COVID-19. Tháng thanh niên năm 2020 thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp, các bạn đoàn viên thanh niên ở Quảng Nam thì cũng thể hiện được cái vai trò xung kích của mình. Nhiều cơ sở là cũng tổ chức việc là cấp cái nước sát khuẩn cũng như là khẩu trang, hay là việc tự các bạn thành lập các cái tổ may để mà tự may các cái khẩu trang để mà tặng cho người dân. Rồi phát huy cái tính sáng tạo của các bạn đoàn viên trong trường học cũng là chiết xuất ra được cái nước sát khuẩn. Với chủ đề Tuổi trẻ Quảng Nam tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, đoàn thanh niên ở các địa phương như Tiên Phước, Hiệp Đức và thành phố Tam Kỳ đã vận động hiến được hơn 800 đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện. Mặt khác, với chương trình Ngày Chủ nhật Xanh, có gần 6.000 đoàn viên thanh niên, người dân của tỉnh tham gia, qua đó đã phát miễn phí hơn 12.000 khẩu trang, 2.500 chai nước rửa tay sát khuẩn, góp phần giúp người dân phòng chống dịch COVID-19.